Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là thanh rằng cân bằng. Thanh rằng cân bằng của dòng xe Mitsubishi Xpander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì đây là thanh rằng cân bằng. Thanh rằng cân bằng thì này được làm bằng hợp kim, được sắt rất là nặng, rất là chắc chắn và làm hợp kim. Cao su ốp cân bằng nó sẽ ốp ở đây để khi xe chúng ta đi nó không bị tròng trành. Thì nhờ chính vào cái thanh cân bằng này, thanh rằng cân bằng này, rằng hai bên xe để xe chúng ta đi cảm giác có chắc chắn mà nó không bị tròng trành. Anh em đi hay bị tròng trành ấy, cái cao su ốp cân bằng các bạn sẽ lắp đây. Được làm cái này nó làm bằng sắt, đấy, làm bằng hợp kim. Thì chủ yếu là cái này là do va chạm thôi, chứ để bình thường thì cả đời chẳng bao giờ nó hỏng cả, là vì nó làm hợp kim nó có cái gì đâu mà hỏng. Còn khi mà nó đâm va thì nó mất cái độ chính xác đi, thì bắt buộc chúng ta phải thay thế. Bạn các bạn đâm va chạm thì mất cái độ chính xác thì anh em phải thay thế cái này, không phải đi xe chúng ta rất là tròng trành và khó chịu, nó mất cái độ chắc chắn của con xe đi. Thì khi mà anh em cần phải thay thế thì làm sao để phân biệt được đâu hàng xịn chính hãng và thay thế. Thực bạn nhìn hàng xịn chính hãng nó có chữ Mitsubishi này, nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto về. Đấy. Và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy, đây là cái điểm này là điểm mắt. Thì anh em có nhu cầu thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtùngmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi Xpander này.